Trước hết là xin cảm ơn thầy tiến sĩ Đỗ Văn Thắng và cảm ơn tất cả, xin chào tất cả các anh chị em buổi học buổi sáng hôm nay. Thì qua cái buổi học có buổi sáng có được 3-4 tiếng thôi, nhưng mà mình cũng có một cái cảm nhận là trong cái buổi học này có rất là giá trị. Vì sao? Là mình cũng là một người đã từng đọc những cái quyển sách kinh dịch và cũng có thể là đọc những cái quyển sách gọi là của thầy Diệu Vĩ Hoan là về cái bát tự, với lại thì có thể là mình cũng biết được là âm dương ngũ hành và thiên can địa chi và tính những cái cung mệnh của từng người một thì có thể là nhẩm ra ngay. Nhưng mà quá trình học tập từ sáng thì những cái mình hiểu biết rồi ấy, thì thực sự là mình học thêm cũng rất là tốt. Nhưng mà quá trình đến cái giai đoạn là trong một cái đời người là có bốn cái giai đoạn, bốn tức là cái tháp 1, tháp 2 và tháp 3, tháp 4 là bốn giai đoạn, là những bước ngoặt của mỗi con người. Mặc dù là tôi là một người đã từng học và hiểu rất nhiều, nhưng mà thực chất khi đến những cái chương trình này thì đúng là một cái mà tôi cần phải học hỏi thêm. Thì tức là những cái này là nó rất là lý thú cho cuộc sống của mỗi con người. Đấy. Và luôn luôn làm sao trong cái khóa học này là tôi rút ra một cái kinh nghiệm là mình càng phải học hỏi thêm, mặc dù mình đã biết rồi. Đấy. Vì luôn luôn ngoài xã hội luôn luôn có những cái biến đổi và những cái gọi là mình vẫn chưa biết. Đấy. Thì qua đây thì cũng là gửi lời tới tất cả các anh chị em cùng khóa học đây. Mặc dù mình mới có học có 3 tiếng thôi nhưng nó đã khác, thay đổi rồi. Mình tin rất chắc rằng còn chiều nay và cả ngày mai nữa, cái khóa học này sẽ có rất nhiều luôn những cái điều gọi là thần bí và mang lại cho chúng ta những điều cực kỳ lý thú. Và luôn luôn để đến lúc đó là mình chia sẻ được với cho tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn tất cả.